Ở tối nay anh không đi chợ thật hả anh Đức? Ai đều đói mà anh. Không, em hỏi thôi, để em còn biết đường thì em ăn mì tôm. Nhờ anh Đức nấu hộ mì tôm. Ok mọi người, được chưa, được chưa, được chưa, được chưa. Hay đi mua mì ăn không? Mua mì ăn không? Đi đi. Mì tương đen. Không. Thì thu ăn mì hả hả? Chơi nghe một Xịn nhẹ một mạng thôi mà cũng khó chịu lắm nhỉ. Con thằng này định giờ cho cái bắn ra phải bò à? À không, anh ấy chọn lên đỉnh. Nhưng mà rất tiếc. Đây nha mọi Tôi người. đen. Và bây giờ Cắt nó thì hơi dài. mình sẽ tô Anh ấy màu là đen vàng hơn 150 và mét. cái chỗ gậy Đó của là con một này sinh vật nha. cam. Anh cam sẽ hồi sinh là tiếp tục. Tiếp đấy là mình sẽ lấy màu tím để tô vào mũi con mèo. Tay cam sẽ hồi sinh và anh ấy sẽ lật kèo của game này. Chết. Chết. Anh ấy vừa đáp đất xuống rồi là còn dưới Đánh mọi nó người ạ. chơi lục xong phát ở bên này nha. Ui. Giật Anh ấy em. đang đi, đang đi, đang đi và Hết để tối về nhà ăn. cũng được. Tối về nhà mình nhiều đồ mà. Nghe tạm mì hào hào trên này tối về ăn mì tên Nhờ đen sao này, nhá. ok. Anh dễ mà. Dễ dãi. Ok. Nay có team súng ngắn ha nè. Đi đâu cũng có súng ngắn luôn á. Có á. Cái gì Có á. đấy? Nó cầm MP40 kìa ơi. Ê, khẩu đấy phèn vãi, tôi chẳng bao giờ dùng luôn đấy. Lại đây trong này bắn gần của tôi đau lắm. Nó còn hai khẩu MP40 rồi mà nghèo. Đấy, mang Đâu? tầm, mang tầm. Tôi hay dùng khẩu AKM hoặc là AKM mẹ giật vãi trường. Phải lắp cái giảm giật vào. Nhiên giật rồi. U đâu rồi? Nhiên Cái đâu rồi? khẩu gì mà dùng đạn xanh ấy, khẩu À. sấy ấy, Gì vậy? PUBG không có đạn xanh hả? À, Không. FIFA. FIFA nó chỉ có một loại súng bắn không bắn này, nó có liên quan đến đạn. Ở bên PUBG nó có ba loại đạn nha, một là đạn xanh, đạn nâu và đạn cho khẩu ốp. Bắn đi. Đấy, bắn. Ý là khủng nữa, xong bắn. Nó định bắn vào đầu để chết luôn. Lên lên Nó Ê, đánh ý là ngu vai. gì ơi, em báo với tôi gì ơi. Đây là cơ hội cho đứng yên nhiệt. Ui. Thôi bạn. Thôi lộ mẹ vị trí rồi, ngu như chó. Và anh DFP đồ Ừ. còn hơn cả Là bị ấy tôi. rồi. Kết thúc rồi mà, tôi cũng lấy kết thúc hai sạp. Đánh thêm một Cứng tí hai nữa là nữa. đẻ được trứng rồi. Vai. Hả? Ý là lời khen của game kiểu gì vậy? Cứng tí nữa là đẻ được trứng rồi là sao? Hai đi. Và đây là bức tranh của mình sau khi mình đã tô được một Sâu nửa lên nha nữa. mọi người. Giờ thì mình sẽ hoàn thành À, nốt rồi sẽ cho mọi đang người tới xem kết rồi. quả của cuối video nha. Mình sẽ Ôi vô thôi. luôn nha mọi người ơi. Ui, mình vừa nhận được bộ đồ này có rồi, Mình phèn lãi. chỗ. Ok, và mình xin đi nhé. Hay quá à đi. Ui, tưởng chết. Thôi bỏ đi. Wow. Chết là hết. Ủa, dạo này không chơi Minecraft hả? Không, có dùng video mà. Tôi thích xem Minecraft hơn. Nhiều video quá rồi. Giờ chỉ có Free Fire tô màu, mà tô màu như không lấy. Con này cũng đi toàn bản đồ. Khỏe lại. Mọi người thấy mình xinh không? Không. Ha ha ha. À kia à. Không thể tìm được chân. Ok nha mọi người, mình sẽ tô ra một con mèo này bằng màu xanh nước biển đậm nha. Xong mình sẽ phối một chút màu tím vào Con phía này mũ là của con nó gì? là được. Nó vãi đéo ăn được Con cái gì mấy gì vừa nhỉ? lờ. Sợ. Hôm nay là Con đi này. Cay à? Con Đâu? này là Con này bắn ba QR và trụ và lính vào quán Đi support mà cay ba nè. chấm cái. Kia kia kia.
Ui đu. Khỏe lắm. Xong rồi nhặt nỗi lại tầm đánh còn vượt qua cái trụ mà. Nó bắn được nửa map thôi. Ý là đọc mấy cái này kiểu gì mà em không biết đọc. Không biết. Thường chơi, phải chơi chỉ biết. Thường phải nhìn thì mới biết chứ, nhìn thì mới biết nên lúc nào dùng cái nào, dùng cái nào cho nó khỏe. Biết chơi thì cần biết đọc đây, dính vào đây nó không đọc. Dùng mấy cái này này. À cái đấy. Cái đấy là nội tại của đồ mà. Eo bít, cho nên quần mấy cái đấy cũng eo bít luôn. Tốt rồi. Ý là không biết luôn ấy, tôi cũng không biết nội tại con này là cái gì cơ. Rồi, bảo sao, đi. Ý là tôi chơi game, tôi chỉ biết chiêu thôi. Lên đồ không biết lên đồ nha. Yeah, đầu tiên đồ không nhớ nổi cái gì cơ, giờ nó mới nhớ được một tí. Có đứa nó chỉ cho nhưng mà làm sai thì nó bắt đầu nó cáu. Như kiểu chơi với lên zombie thế, nó nhìn tôi trồng cây nó ngứa mắt nó không chịu được. Nhìn trồng cây ngu quá, ngứa mắt không chịu được. Nghe ngu quá. Em bảo em trồng cây nhìn nó lộn xộn quá. Không, em tự bảo em ngu mà, em có bảo anh bảo em ngu đâu. Ok, tự đó. Đấy. Trồng cây không theo ý nó trong khi rõ ràng là game của tôi nó cũng rằng máy nó chơi à. Nhìn trồng cây, trồng chậu hoa. Kệ mẹ tao. Nó lệch cả đội nó nhìn khó chịu. OCD cơ cơ, mày về nhà xem cái OCD của mày nha hả? Nhìn cái nhà biết nó OCD không mà. Đó rồi. OCD. À anh ơi, mình vẫn quên chưa mang trổi về cọ nhà tắm. Cái mà nhà tắm cho cọ bằng vải cả sạch bóng nó. Cái chổi đây đúng không? Tôi nhớ bảo em cầm chổi về nha, để cọ nhà tắm cọ tường đi. Tường nó bẩn. Cọ anh cọ cái cửa nhà tắm chưa anh? Cọ rồi. Mày cho không? Chắc. Tí về tôi lôi mày xem. Ừ. Nói chung là tao cọ rồi. Và đây là bức tranh của mình sau khi mình đã tô màu xong nha mọi người. Mọi người có thể tham khảo thêm ý kiến của mình để tô, hoặc mọi người có thể tự sáng tạo thêm thích của mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo nhỉ. Bye bye.